Miền Nam chúng ta ấy, thì ngày Tết mang hai cái vị thần rất quan trọng trong gia đình là ông thần tài và ông thổ địa để tắm cho các vị đó. Thế thì miền Bắc tục thờ thần tài và thổ địa nó không giống như ta, không phải là hai cái ông đặt ở dưới đất, cái hình dáng nó cũng không giống như thế, cho nên là cái tục này nó khác. Thế rồi là Nam nó có một cái tục tôi cho rằng rất thú vị. Gần đến Tết thì là người ta cắt giấy đỏ, giấy vàng thành những cái hình vuông, hình thoi và mang dán vào tất cả mọi thứ từ ngoài cổng vào đến trong nhà, mang lại cái may mắn. Thế và cũng là cảm ơn vật đó, những sinh vật đó, những cái đồ vật đó đã giúp cho chúng ta trong cả một năm trời. Và mặc dù những vật vô tri nhưng mà lúc ấy người ta tự nhiên gắn cho là một cái tâm hồn là nó rất là dễ thương. Nó là con người ta lúc ấy cái lòng người ta nó rất là mở và người ta trở nên hiền hòa. Người ta không thấy một cái gì là xa lạ, mọi thứ đều gần gũi. Hôm nay là nhân ngày xuân mới, chúng ta sẽ bàn về một cái điều mà không bao giờ cũ. Đó là ngày Tết. Đã là ngày Tết thì phải là có cái gì để căn cứ, đúng không? Cái căn cứ, cái rõ ràng nhất là cái lịch. Thì bảo là hiện nay á, còn bao nhiêu quốc gia xài cái âm lịch, và cái âm lịch nó giá trị như thế nào trong cái vấn đề phong tục của chúng ta? Trước hết phải nói rằng là cái mà chúng ta xài không phải là lịch âm mà là lịch âm dương. Có ba loại lịch chứ không phải hai loại lịch. Lịch dương của thế giới hoàn toàn căn cứ theo mặt trời. Lịch âm là hoàn toàn căn cứ theo mặt trăng. Thế thì đấy là lịch của những quốc gia Hồi giáo. Chúng ta thấy cờ của họ luôn luôn có cái hình trăng khuyết. Thì đấy mới là lịch âm. Còn lịch của chúng ta là âm dương, tức là vừa âm vừa dương. Âm tức là trong vòng một tháng ấy, theo cái hình của mặt trăng. Nhưng mà trong phạm vi một năm thì lại theo mặt trời. Là một năm thì nó có 24 tiết. Thì mỗi cái tiết ấy ứng với khoảng độ 15 ngày. Thế như vậy là mỗi tháng là có 2 tiết. Thế thì lập xuân, lập hạ, lập đông, lập thu. Thế rồi là hạ chí, đông chí. Đấy chính là theo mặt trời. Cái lịch của chúng ta ngày xưa, tôi và một số nhà nghiên cứu thì cho rằng là xuất phát từ Đông Nam Á. Bởi vì rằng là những cái tên của 12 con giáp ấy là gốc Đông Nam Á, thì sau đó nó mới gia nhập vào văn hóa Trung Hoa. Lịch của chúng ta không phải là cái lịch đánh số như bây giờ, mà là gì? Một chạp riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là đến 10 là hết. Tháng 1 là tháng đầu tiên, rồi đến tháng chạp, rồi mới đến tháng riêng. Tức là đây nó hai hệ đếm nó chèn vào nhau. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về sự khác nhau và giống nhau giữa Tết miền Bắc và Tết miền Nam. Vâng. Cái khác lớn nhất là cái gì và cái giống lớn nhất là cái gì ạ? Cái giống lớn nhất là những cái giá trị. À. Và cái khác lớn nhất là những cái biểu hiện của giá trị đó. Thì giá trị của Tết là gì? Giá trị của Tết là ôn lại một năm qua và chuẩn bị đón cái mới với cái tất cả những cái mong muốn tốt đẹp nhất, nào là may mắn, nào là thuận lợi, nào là sức khỏe, vân vân. Thế thì đấy là giá trị. Và cái Tết nó còn là cái cơ sở, là cái dịp để mà cả gia đình đoàn viên, đoàn tụ. Thì cái đoàn tụ cũng là một cái giá trị rất quan trọng. Nhất là người Việt Nam thì là cái tính cộng đồng nó rất cao. Trước Tết, trước sau ngày ông Táo lên trời ấy, thì người miền Bắc hay người miền Nam đều có cái tục là đi tảo mộ. Tiếp nữa thì là có thể có những cái khác nhau. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là người miền Nam chúng ta ấy, thì ngày Tết mang hai cái vị thần rất quan trọng trong gia đình là ông thần tài và ông thổ địa để tắm cho các vị đó. Thế thì miền Bắc tục thờ thần tài và thổ địa nó không giống như ta, không phải là hai cái ông đặt ở dưới đất, cái hình dáng nó cũng không giống như thế, cho nên là cái tục này nó khác. Thế rồi là Nam nó có một cái tục tôi cho rằng rất thú vị. Gần đến Tết thì là người ta cắt giấy đỏ, giấy vàng thành những cái hình vuông, hình thoi và mang dán vào tất cả mọi thứ từ ngoài cổng vào đến trong nhà, mang lại cái may mắn. Thế và cũng là cảm ơn vật đó, những sinh vật đó, những cái đồ vật đó đã giúp cho chúng ta trong cả một năm trời. Và mặc dù những vật vô tri nhưng mà lúc ấy người ta tự nhiên gắn cho là một cái tâm hồn là nó rất là dễ thương. Nó là con người ta lúc ấy cái lòng người ta nó rất là mở và người ta trở nên hiền hòa. Người ta không thấy một cái gì là xa lạ, mọi thứ đều gần gũi. Đối với miền Nam chúng ta thì thường ngày Tết không thể nào thiếu mà bánh ít bánh tét. Theo dân gian thì nghĩ là bánh tét tức là khi mình ăn đó, mình có thể dùng cái dây đó quý vị, cái mình tét nó ra rồi mình ăn, cầm đi cũng rất là linh động. Ở trong cái văn hóa Nam Bộ, khi mà làm các cái món bánh trái vân vân, món ăn đó, nó không chỉ có cái văn hóa mà thuần phong mỹ tục, mà ở trong đó nó còn có cái triết lý của kinh dịch ở trong đó. Thì bánh tét đó là từ chữ tiết mà ra.
Và chữ tiết đó là tên của một trong 64 quẻ của kinh dịch, đó là thủy trạch tiết. Thủy là nước mà trạch là cái ao. Cái ao mà đầy nước thì nơi đó sẽ sinh sống rất là thịnh vượng. Cái bánh tét đó, đó một cặp chứ không thể mà để làm riêng một đòn quý vị. Nó có lợi thế khi mà chúng ta đánh một cặp á, chúng ta vừa nấu xong rồi chúng ta sẽ máng ở trên xào đó quý vị. Nó rất là cân bằng và chúng ta để nó dễ ráo hơn. Nhưng mà đồng thời đó, khi mà làm được một cặp như vậy đó, chúng ta chưng lên cúng tổ tiên, nó tạo lên một cái hình, đó là hình chữ tiết trong chữ nho xưa thưa quý vị. Và nhìn lên ở trên cái bánh tét đó thì chúng ta sẽ thấy được hai cái câu của ông bà mình xưa dạy lại. Thứ nhất đó là lá lành đùm lá rách, thứ hai lạc mùềm buộc chặt. Tôi còn nhớ ở trong Tự Gia Giáo là một cái quyển sách mà gối đầu của ông bà xưa có nói về cái bánh tét rất là hay. Bánh tét khen ngay khéo gói ngon, lạc mềm buộc chặt lá cuốn tròn, rách lành đùm bọc hương lúa nếp, đậu ngọt dừa thơm chuối lòng son. Đất Bắc nghìn năm thương bánh tổ, bánh tét miền Nam nhớ một đòn. Cũng đậu thịt ngon đêm nhiệt lửa, ngày xuân đón nắng vị nước non. Còn bánh ít thưa quý vị, đó là một cái loại bánh. Chữ ít đó là tên của một trong 64 quẻ kinh dịch, đó là phong lôi ít. Phong là gió, mà lôi là sấm chớp. Thì có gió có sấm chớp là sẽ có mưa, mà có mưa thì mới có thể trồng trọt được. Thì món ăn đó không chỉ là cái tạo nên cái dinh dưỡng để nuôi cái thể xác này, mà còn là nuôi dưỡng cho chúng ta một cái tâm hồn, cái tinh thần đẹp để chạm vào nguồn cội. Ngày xưa có một thời người ta gọi là công nghiệp Hà Nội, người ta gọi là vá chín xăm lốp, gia công quy xốp, lợn cẩu sơ mi, bơm mực bút mi. Đấy là cái bốn cái ngành rất là lớn. Thì cái gọi là gia công quy xốp ấy, có nghĩa rằng đến Tết mình người ta, gia đình, mỗi gia đình mới ấy được mấy ký bột, xong là mấy trứng gà, sau một chút nếu mà gia đình nào xa thì có một tí bơ, tức là đến để làm bánh mít quy. Mà phải làm trước Tết, bởi vì nếu mà làm đúng ngày Tết thì nó không còn, nó đông quá và lò nó không mở nữa. Thì làm xong là phải cắt vào trong cái thùng và phải đậy thật kỹ, không phải trẻ con ăn vụng. Mỗi người thì có cái chất lượng đường, người thì đường kính trắng, người thì đường kính đen, người thì trứng nhiều, người thì trứng ít, cho nên là ai cũng phải canh cái bánh của mình để không lộn với cái bánh khác. Mặc dù là đôi khi cái khay ấy là nửa cái bánh của mình, nửa cái bánh của người kia, mình phải làm sao để nhớ khi mà lôi cái khay ra là mình lấy phần mình, người ta lấy phần người ta. Nó rất là vui. Công nhận là cuộc sống nó tiến lên đúng không thầy? Nhưng mà ngày xưa chính cái sự thiếu thốn ấy, nó làm cho cái sự đầy đủ của ngày Tết nó giá trị kinh khủng. Chính xác. Ngày xưa trời ơi, Hoàng nhớ thế này này, Hoàng đếm từng cái bánh chưng và Hoàng sợ nó hết. Bởi vì cả nhà cả Tết thì chỗ có bao nhiêu cái thôi, hết là hết. Còn bây giờ nó hết thì chạy ra mua. Thế thì không thể nào không nói đến cái ẩm thực ngày Tết giữa hai miền. Miền Bắc có bánh chưng, nhưng bánh chưng có hai loại, bánh chưng vuông và bánh chưng tày. Bánh chưng tày thực chất nó cũng giống như bánh tét, nhưng mà cái chất liệu thì nó hơi khác một chút thôi. Khái niệm là bánh tét ấy không phải là của riêng miền Nam. Chỉ có điều là bánh tét ấy thì là người ta làm là có hai cái loại là bánh mặn và bánh chay. Bánh mặn ấy nhân thịt ấy thì là thường là để ăn thôi. Còn cái bánh chay là để cúng và để ăn. Có một cái từ mà người miền Bắc mình hay dùng, với miền Nam có dùng không? Gọi là vui như Tết. Ừ, đúng rồi, có. Vui nhất là vì Tết nó có những cái mà ngày thường sẽ không bao giờ có. Thứ nhất là có những món ăn ngày thường không có. Thứ hai có những cái chơi ngày thường không có. Tôi quan sát tôi thấy rằng thói quen ăn Tết ngày xưa bây giờ nó chuyển sang là chơi Tết rồi. Thầy có thể kể cái gì về văn hóa nữa không? Người Nam ta ấy thì là có cái nguyên tắc là mọi thứ theo cái liên tưởng đồng âm. Sở dĩ mai nó vốn đã đẹp rồi, nhưng mà cái mai người ta thích là bởi vì mai nó đồng âm với chữ may, may mắn. Cái hoa mai nó lại còn có 5 cánh, thì con số 5 đấy là con số của ngũ hành, lại cũng rất đẹp. Và sung người miền Bắc thì rất coi thường. Sung ở bờ ao, cái sung ở bờ ao. Sung là cái thứ dụng, mình không bán. Đúng rồi, đúng rồi. Trong khi đó miền Nam thì là người ta, những nhà làm cây cảnh ấy, cây kiểng ấy, là cái cây sung người ta cũng làm cho cây sung nhỏ, trồng trong cái chậu và trưng chậu sung kiểng giống hệt như là tắc hay là mai vậy. Nhưng mà thầy có để ý thế này không? Người ta có thể chặt cái cành đào, cắm trên cái lọ, nhưng cây mai người ta hay để nguyên cái cây. Bởi vì cây mai nó có thể, luôn luôn có thể làm cái cây mai nó nhỏ, các cái cỡ khác nhau để mà đặt trong nhà. Chứ còn cây đào ấy thì không thể làm cây đào nhỏ được. Cái đào nó luôn luôn là to, rất là to. Cá nhân Hoàng nhé, Hoàng thích cây mai hơn. Vì màu nó nhìn được từ xa. Đào đôi khi có những cái đào nó hơi bị nhạt. Đúng, đúng. Mình đúng. Phải nhìn kỹ mới thấy. Đúng, còn đúng. Cái mai là từ xa đã thấy rồi. Đấy lại cũng là phản ánh cái tính cách của hai miền. Thế hả? Tính cách người miền Bắc thì nó rất là trầm và nó ẩn, nó tế nhị, nó tinh tế.
Người Nam ta thì sôi nổi rồi là rất là thật. Thật như người miền Nam mà. À, đối với đồng bào ở vùng Nam Bộ, ai ai cũng sẽ làm cái món này ở trong cái ngày Tết, đó chính là món thịt kho trứng. Thì cái trứng á, hình tròn và cái miếng thịt á, là phải cắt là hình vuông là khối to, nó tạo thành là một cái thế vuông tròn. Thì âm và dương hay là vuông và tròn nó trở thành là một cái cặp song hành để chúc phúc. Cho nên khi mà dân ta chúc cho cái người mẹ mà sanh con á, mới gọi là chúc là cho mẹ tròn con vuông, tức là chúc cho hạnh phúc. Thưa quý vị, cái mâm ngũ quả trưng trong ngày Tết thì mỗi một vùng miền cũng có sẽ sự khác nhau. Người miền Nam thì do cái phát âm á, là chữ chuối đó, thì nó thành là chữ chuối, chuối xuống. Tuy nhiên á, thì người miền Nam thường sẽ có chưng một cái loại chuối, đó là chuối cao. Chuối phải chuối lên cao chứ còn không có chữ chuối nhủi. Thưa quý vị, đối với ở Nam Bộ, nó không chỉ là cái âm mà theo cái cách nghĩ của bình dân, mà ở trong đó nó còn có cái âm của nho học. Thưa quý vị, cái mâm ngũ quả, mỗi một cái loại trái cây nó sẽ có cái chữ nho mà ông bà thở trước đã có đặt ra. Nói tới cây quả dừa, nhưng mà trong chữ nho được gọi là cây gia tử, thì gia tử nó sẽ trùng âm là cây là gia tử, tức là thêm con thêm cháu. Nghề nông nghiệp thì cần phải có một cái thế hệ kế thừa, do vậy mà khát vọng phải có thêm con thêm cháu. Quả xoài đó thì đối với chữ nho được gọi là mang quả, nó tượng trưng cho là hanh thông vũ trụ. Quả thơm mà chúng ta thường hay gọi là quả khóm hoặc quả thơm đó, tuy nhiên thì là trong chữ nho được gọi là quả phụng lê. Quả phụng lê thì nó là hình của giống như là cái con chim phượng hoàng. Thì chim phượng hoàng là một cái chủng là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc trường cửu, gặp bất cứ khó khăn thử thách nào nó sẵn sàng vượt qua hết tất cả và đem lại cái sự may mắn thịnh vượng. Thưa quý vị, cái giá trị về nguồn cội mà đối với người Việt Nam ta, nó không phải chỉ ở món ăn món bánh không, mà còn nhìn vào trong thiên nhiên phản chiếu lại cho chúng ta những bài học. Cho nên mới có cái câu mộc bổn thủy nguyên nhân tổ, là cây có gốc, nước có nguồn, con người có tổ tâm. Cho nên mới có một cái bài ca dao mà dịch ra từ cái câu nói này: cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu, con người ta có từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau mới có mình. Cho nên vào dịp Tết thì mùng 1 Tết, dân ta thường có cái lệ đó là lấy một cái miếng giấy đỏ dán hồ lên đó, mới dán ở dưới một cái gốc cây cổ thụ, rồi dán miếng giấy đỏ ngay chỗ cái miệng giếng. Bởi vì nhờ cây lá rụng về cội mà khiến cho con người ta không có lạc loài, nước chảy về nguồn khiến cho con người ta mà thấy được rằng cái giá trị khi mà còn nguồn cội thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc nó là ở đâu. Nhờ đó thì đi bất cứ nơi đâu, nhìn thấy cây cổ thụ, nhìn thấy cái nguồn nước là bắt đầu chúng ta lại trỗi lại cái niềm nhớ nhung về quê nhà, nhớ bữa cơm sum họp với gia đình, nhớ cái thời mà của mình được sinh ra chung nhau cắt rốn. Thưa quý vị,